Hello, hello. Đó, thầy thang đề. Từ từ mình học nghề á, Hiếu đi bộ đội 2 năm chắc mày học nghề hơi hơi nhiều nhiều quá. Thầy thang đề ngang cả nhà. Anh đang ở trong này, cái này nhìn nó đẹp quá anh đang hả? Hả? Rớt. Rớt cái gì vậy? Rồi rớt cũng nên nữa. Rớt gì vậy Rớt làm đền như vậy. mới nói học nghề hơi nhiều, cái cuộc phá hơi nhiều. Rồi. Ủa mới đây là mất tiêu hả? Cái mình bên đây nè. Ủa sao dân đâu hay vậy? Nhanh ta mà sao rồi ai sao ủa như phép thuật cái tờ nè đùm là ngoài ra đây đây đùm đền mày phá chứ. Ủa có hai cái hả, còn nữa không? Hai cái này là ớn rồi. Vô.